rất là kiên cố các bạn. Này chắc là để trình bày thôi chứ phải cho cái khẩu đại bác này đi ra ngoài này đi tắm về đâu ấy nữa, không có lạc quả cái ổn đó. Chẳng bắn lọt vào cái ổ đó thì có dân như là chỗ đó là cái chỗ để mà không nhắm. Chắc cái mặt này thì chụp khẩu đó lên. Cái này mới ghê có xe di chuyển, đi ra đây không? Đây có cái bảng di chuyển. Yeah.
rất là bự ở cái pháo đài các bạn ạ. Con này nó dài 1m7 và có tí cái răng nhỏ như vậy con. Đây nó sống hoang dã các bạn. Ô có một con ở nhánh cây này đang vui nè. Nè, con nhánh cây này đang vui nè. Mình đi coi có gặp bị tôm không nhỉ các bạn nha. Đây đây là đó, một con nó đang bò nè. Ồ, kỳ tôm nè. Nè. Bây giờ còn đi chơi vòng vòng mà. Cái cuối cùng cũng đi ra thôi. Đây, pháo đài. Bảo vệ pháo đài là một cái hồ nước. Đây cái đường mòn để cho xe đạp chạy vòng vòng đây nè. Rồi mình đi ra biển nha. Mình đã tham quan pháo đài Mon Tai Lo này rồi nha. Nó làm rất là kiên cố từ thế kỷ 12 của nước Mỹ. Cũng mới đầu rất là đúng sản ha. Có 3 tầng và nhiều khẩu súng đại bác thành công để mà giữ cái bờ biển cực nam của nước Mỹ. Nó gọi là Key West, bờ biển cực nam của nước Mỹ. Các bạn có thích video này hãy like, share, comment và đặc biệt là đăng ký kênh TT Family của mình nha. Xin chào, hẹn gặp video thú vị tiếp theo.